Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề phật Quốc TV trên băng thần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Văn đáp Phật pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thâu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc và giờ đây, Nhật Thường xin kính giới thiệu đến quý vị Thường tọa Thúc Quyền Châu, vị thầy phi trùng tiên những giáo nghĩa vi diệu trong chương trình Vấn đáp Phật Pháp hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, giờ đây chúng con cung thỉnh thầy có lời chào đúng khán thính giả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bộ Địa Phật Quốc TV, kính chào Nhật Tường, Kính chúc tất cả đại chúng chúng ta có một buổi vấn đáp Phật pháp thật nhiều lợi lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thầy. A Di Đà Phật là đầu tiên nhật tường kính chúc quý vị luôn luôn thân khỏe tâm an và đời sống rất là an lạc và đặc biệt nhất là khi theo dõi chương trình vấn đáp Phật pháp rất vui rất quan hỷ và gọi vào cùng với nhật tường sinh hoạt trong chương trình vấn đáp Phật pháp ngày hôm nay kính thưa quý vị tiêu chí của chương trình là luôn luôn tìm những đề tài có tính cách ngắn gọn và ứng dụng trong đời sống thực tại của chúng ta và hy vọng qua những chương trình này, những lời dạy quý diệu của Đức Phật, đời sống tâm linh chúng ta càng ngày càng được tăng trưởng và chúng ta tinh tấn tu tập nhiều hơn. Kinh thú gì hôm nay, chương trình xin kính giới thiệu đến quý vị ở đề tài trong Kinh Tương Ưng Bộ, quyển thứ ba, phẩm thứ nhất, tựa là kiếm. Nghe thấy lạ phải không quý vị? Nhật Tường cũng cảm thấy lạ. Tại sao Đức Phật dạy cái đề tài này gọi là kiếm? Kinh thú vị và cái đề tài này mang đến ý nghĩa gì trong đời sống của chúng ta? đó là những câu trả hỏi mà thầy sẽ từ bi giảng giải cho chúng ta trong chương trình hôm nay và giờ đây nhật tường xin kính mời quý vị lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh của thượng tọa thích quyền châu nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật giờ đây chúng con cùng thỉnh thệ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật rất cảm ơn nhật tường đã có vài lời giới thiệu với các tất cả đại chúng giờ đây xin mời các vị chúng ta đi vào nội dung kinh tương ưng bộ à, hôm nay thưa quý vị À, trong phẩm tương ương này chúng ta đang dừng ở phẩm tương ứng chư thiên. Ở trong phẩm kiếm thì chúng ta biết rồi, cái chữ kiếm này không phải là tìm kiếm mà kiếm này là tính là là đau kiếm, tức là là một sự nguy hiểm. Và nguy hiểm đây là gì? Đó là là sự lệch lạc ở trong nhận thức. À, người ta nói rằng sai một ly đi một dặm, nếu như chúng ta bị sai lệch ở trong nhận thức thì tất nhiên lời nói và hành động chúng ta cũng cứ thế mà sai lệch theo. Một khi À, không có chánh kiến thì tức là là tà kiến xuất hiện mà có tà kiến thì tức là cái suy nghĩ gì cũng là tà tà tư duy có nối ra cũng tà ngữ và có những cái nhớ trong đầu thì cũng là là tà niệm vân vân cứ như thế thì bát tà đều xuất hiện đầy đủ ở trong thân tâm của chúng ta vì thế cho nên ở đây chữ kiếm đây tức là là đao kiếm nguy hiểm mà giờ đây xin mời các vị chúng ta lắng nghe một vị thiên thần ở tại vườn cấp cô độc trong một đêm đã khuya ông ta từ trên cõi trời ẩn thân và hiện ra ở tại vườn cấp cô độc à, với hào quang sáng chối, ông ta đến lễ đức thế tôn và ông ta nói một bài kệ như sau như kiếm đã chạm da như lửa cháy trên đầu tùy kheo hãy chánh niệm xuất gia bỏ ái dục à, chúng ta nghĩ rằng à, ông ta tán thán những vị tỳ kheo xuất gia bởi vì họ nghĩ rằng ái dục nó nguy hiểm tức là tâm chúng ta sẽ chìm đắm ở trong sanh tử tầm luân cõi này có thể nói rằng là một cõi do dục ái mà chúng ta tái sinh cho nên Phật nói ái bất nhiễm bất sinh ta bà thành ra việc trừ bỏ ái dục là một điều rất quan trọng đối với người xuất gia. Nhưng mà thưa quý vị, đó có phải là chánh niệm hay không? Đó có phải là chánh kiến hay không? Thì mời các vị chúng ta hãy lắng nghe Đức Thế Tôn trả lời như sau. Như kiếm đã chạm da như lửa cháy trên đầu thì kheo hãy chánh niệm xuất gia bỏ thân kiến. Như vậy thì thưa quý vị là việc xuất gia bỏ ái dục phải bỏ thân kiến nó như thế nào à, chúng ta hãy từ từ phân tích xem như kiếm đã chạm ra tức là là nó đau đớn nó nguy hiểm à, mạng sống chúng ta chẳng biết rằng á, là nó chấm dứt từ lúc nào vô thường tăng tốc mới đó còn đó rồi mất đó mà thôi thành ra à, như lửa cháy trên đầu cũng giống như là lửa cháy thì chúng ta phúi lệ à, chúng ta dập tắt liền lập tức chứ không có còn chờ đợi hẹn đến hẹn lui một giây phút nào nữa uhm ở cái ý tưởng này á thì chúng ta thấy chư tổ chúng ta có lẽ cũng học từ trong tư tưởng này mà các ngài làm một bài kệ gọi là bài kệ thị nhật dĩ quá mạng duyệt tùy giảm như thiếu thủy ngư tư hữu hà lạc đại chúng đương cần tinh tấn như cứu lửa cháy đầu à như cứu đầu nhiên cẩn thận à, chớ cơn vô thường đã đến rất nhanh tức là gì ngày nay đã qua mạng cũng mạng sống của chúng ta cũng giảm dần như cá mà càng ngày nước càng vơi cạn đi hoặc là như cá rút nước nào có gì thì vui trong trạng thái đó trong một kiếp sống đó thì cá tồn tại trong hoàn cảnh đó rất là lo sợ buồn khổ từng ngày chúng ta cũng vậy hôm nay một ngày đã qua mạng sống chúng ta cũng vơi dần đi và chúng ta đến với cái chết một ngày nữa cho nên đó, chúng ta hãy tu tập nhanh chóng như là cứu lửa cháy trên đầu chứ không có chần trừ, không có hẹn rây hẹn mai hay là không có bất cứ một lý do gì mà chúng ta hứa hẹn sự tu tập để dành cho khi khác được thành ra do vậy mà chúng ta có thái, thái độ tu tập rất là là tinh tấn và quyết liệt ngay từ giờ phút này ngay tức khắc chứ không có chờ đợi thành ra hai câu nói rằng là như kiếm đã chạm da như lửa cháy trên đầu có nghĩa rằng là sách tấn cho chúng ta tu tập một cách nhanh chóng rồi thì sao thưa quý vị đối với một vị chư thiên thì ông ta cho rằng hãy chánh niệm chánh niệm trong việc gì trong việc từ bỏ ai dục như vậy thưa quý vị đối với cuộc đời chúng ta thấy có năm dục tiền tài sắc dục danh vọng ăn uống và và ngủ nghỉ nếu như chỉ có từ bỏ ai dục thôi mà người đó không có bỏ cái lòng tham đám danh lợi không có từ bỏ cái lòng tham đám ngủ nghỉ à, rồi à, rồi rồi á À, tham đám sự nổi tiếng chẳng hạn như vậy thì nói chung là tiền tài sắc dục danh vọng ăn uống và ngôn ngữ chỉ bỏ một món thôi còn còn bốn cái kia còn nguyên si như vậy thì liệu người đó có thể giác ngộ được hay không à, ví dụ như bây giờ một người xuất gia được gọi là từ bỏ thế gian nhưng mà chỉ bỏ ái dục thôi sống độc thân không có vợ không có gia đình nhưng ông ta như người như người ấy lại rơi vào một cái tâm đó là tham đắm sự nổi tiếng tham đắm tài sản tham đắm ăn uống và tham đắm sự ngủ nghỉ như vậy liệu chừng người đó có thành tựu gì trong đạo nghiệp hay không rõ ràng như vậy bao nhiêu đó thôi chúng ta thấy rằng vị chư thiên này có cái nhìn đối với sự tu tập chưa có hoàn hảo à, Vị tu tập sự tu tập đó chỉ là phiến diện chưa có giải quyết tận gốc rễ của vấn đề thành ra thế tôn à, đức chính và dạy cho một vị chư thiên là nên hiếu khác đi đầu tiên khi nhận thức rằng vô thường tăng tốc nó nguy hiểm mạng sống của chúng ta giống như là giống như là kiếm đã chạm da rồi chứ không có còn là, là khoảng cách nào nữa và như lửa đang cháy trên đầu cho nên sự tu tập phải hết sức là nhanh chóng và thì hãy chánh niệm tức là lập tức giữ chánh niệm trong phương diện nào đó là là từ bỏ thân kiến tại sao thưa quý vị bởi vì chúng ta chấp cái hữu ngã chấp cái thân này và trên cơ sở chấp thân này cho nên mới tiền tài sắc dục danh vọng ăn uống ngu nghĩ trên cơ sở đó nó mới được thiết lập nếu như người nào mà họ cho rằng á chúng ta bản thể là vô ngã và nhận thức được là thực tại vô ngã của các pháp thì rõ ràng tiền tài sắc dục danh vọng ăn uống ngu nghĩ không thể nào mơ hoặc tâm tư của người đó được nữa cho nên ở đây, ở đây rõ ràng là xuất gia bỏ thân kiến là một điều quan trọng nhất và chúng ta thấy rằng ngũ triền cái nó hình thành trên cơ sở của thân kiến đó là gì? Là tham dục cái, là sân nhớ cái, là là hôn trầm thủy miên cái, là gì? Là trạo cử ác tác và cuối cùng là là nghi ngờ. Như vậy thì nếu như chúng ta đạt được cái trình độ là bỏ được cái thân kiến thì chắc chắn rằng là ngũ truyền cái cũng không thể quấy nhiễu tâm tư người này được. Cho nên đây chính là gì là chánh niệm, đây chính là chánh kiến mà Đức Thế Tôn đã khai thị cho vị chư thiên. À, đó chính là gì? Là cái phẩm kiếm đó thưa quý vị. Giờ đây xin mời các vị chúng ta có chỗ nào còn thắc mắc ở trong à, lời kể của vị thiên thần đã hối Thế Tôn cũng như là là lời dạy của Đức Thế Tôn thì xin các vị đặt câu hỏi xin mời nhạc Thường trở lại với nội dung vấn đáp Phật Pháp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật Chúng con kính cảm ơn Thầy đã giảng dạy cho chúng con và những người đang theo dõi chương trình à, vấn đáp Phật Pháp qua bài kể thứ nhất tựa là kiếm và Thầy đã giảng về ý nghĩa à, Di Phật và dạ, kính thưa quý vị hiện nay trên màn ảnh của chúng ta có hai số điện thoại và hai số điện thoại đó là của quý vị để quý vị có thể gọi vào đặt những câu hỏi uh, liên can đến chương trình này hoặc là những câu hỏi trong đời phóng thủ thật thật chúng ta và không có câu hỏi nào là không được uh, chương trình trân uh, trọng đón nhận cho nên kính mời quý vị uh, vui lòng gọi vào để cùng với nhiệt tường sinh hoạt cái khò mà trong buổi uh, chương trình phan tháp pháp pháp hôm nay và dạ, kính bạch thầy uh, kính thưa quý vị giờ đây nhiệt tường xin phép được giao duyên đặt vài câu hỏi trong lúc chào quý vị gọi vào Dạ kinh Bạch thầy ở đây khi mà đức phật dạy cho vị tỳ kheo sau khi vị một vị chư thiên sau khi vị chư thiên trình bày cái kiến giải của mình bằng hai câu là như kiếm đã chạm ra như lửa cháy trên đầu một lần nữa thì con cũng muốn nhắc lại con cũng muốn xin kính hỏi thầy là đây là đức phật muốn nhắn đến cái sự vô thường trong cuộc sống giống như là những cái kiếm hay là cái lửa là giống như thầy nói cái đó có phải là nó cháy và làm có thể là con người ta có thể chết bất cứ lúc nào vì lẽ đó cho nên khuyến tấn mọi người phải nên tu tập. Dạ vâng, xin cảm ơn Nhật Tường rất là nhiều. Vâng đúng như vậy thưa quý vị. À, trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta thường hay có một cái dự án ai ai cũng có một cái ước mơ xây dựng cuộc đời của mình và thường thì chúng ta hẹn rầy hẹn mai trong sự tu tập. À, chúng tôi trong quá trình hành đạo á, thì có gặp rất nhiều phật tử, nhiều vị có nói rằng Thưa thầy, con còn có gia đình, con cần phải làm ăn, con cần phải có trách nhiệm với con cái. Hy vọng tới khi gia đình của con an ổn thì con sẽ xuất gia, con sẽ bắt đầu tu tập nhiều hơn. Thì thưa quý vị, nhưng mà sau đó thì chúng tôi thấy có nhiều vị cuối cùng không kịp tu mà bệnh hoạn đã đến và chúng tôi cũng thấy có người sự thật đó thưa quý vị. Tức là mỗi ngày tìm kiếm lúc, lúc bây giờ còn ở việt nam chúng tôi có biết một trường hợp là có một vị phật tử mỗi ngày làm kiếm được ba chí vàng tức là cái ngày công có được ba chí vàng vậy đó thành ra rất là tiếc người ta gọi là tham công tiếc việc đó thành ra cứ nghĩ rằng là có cơ hội kiếm tiền được cho nên kiếm nhiều nhiều một chút rồi sau này con cái lớn lên rồi có gia thất rồi rồi tài sản dư dật đó thì à, mỗi ngày mình đi chùa này chùa kia để mình cúng dường tạo phước thì hay biết chừng nào nhưng mà thưa quý vị à, chúng tôi thấy rằng vị phật tử này á sau này không có làm được điều đó bởi vì à, à, người ta gọi là xong có khúc người có lúc mà cho nên thời cơ làm ăn á nó không có đủ thuận duyên nữa và hết khó khăn này tới khó khăn khác nó đổ dồn tài sản cứ thế mất dần đi thành ra ở trong cái cái trong cái 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 gọi là quay cuồng để bảo vệ tài sản, cho nên cuối cùng cũng không có tụ tập được mà tài sản cũng chẳng có có giữ gìn được và vị ấy cuối cùng đã trở thành một người là là Tây trán và khi mà Tây trán rồi thì con cái nó cũng oán hận cha mẹ và gia đình cũng cũng cũng, cũng ly tán luôn tiêu tan hết và cuối cùng vị này cũng phải chết ở trong một cái buồn khổ thì thưa vị á rõ ràng là mỗi ngày làm ngày công ba chiếc vàng vậy mà cuối cùng là phải chết ở trong cái buồn khổ tu tập thì chưa có kịp như vậy thì chúng ta cứ thử nghĩ xem là chúng ta có hẹn được hay không rồi có người mới đây nhưng mà ngày sau mất rồi làm sao chúng ta biết được nhất là cái thời đại covid này nữa thế vị chúng tôi thì không nghĩ rằng á là ai mắc covid cũng được phải chết tại vì sao không vì gì thực tế mà nói có nhiều vị mắc cái, cái virus này nhưng mà người ta cũng phục hồi được rồi các người phục hồi rồi lại mắc lại mắc lại rồi cũng phục hồi nữa nhưng mà các người mắc covid thì lại bị mất mạng thậm chí có người không bị covid mà cũng chết như thường thành ra rõ ràng trong tinh thần của Phật giáo chúng ta không phải rằng mơ muội mà không biết giữ gì sức khỏe nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng là vô thường tăng tốc cho nên chúng ta đối diện với một cơn dịch bệnh cũng phải bằng trí khôn ngoan bên cạnh đó chúng ta cũng biết rằng vô thường nó không hẹn ai thành ra phải tranh thủ ở trong sự tu tập chứ đừng có vì một cái dịch bệnh mà cản trở công phu của chúng ta tất nhiên chúng tôi không khuyên các vị rằng là nhất định là phải đi chùa nhất định là phải đến đám Đông nhưng mà mỗi người chúng ta hãy chọn một cái phương thức tu tập cho nó phù hợp với trong hoàn cảnh của mình nhưng nhớ rằng là đừng bao giờ quên cái tâm niệm này vì vô thường nó như là 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 là, là, là kiếm mà chạm ra giống như là lửa cháy trên đầu như vậy nó nguy nan nó 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 tấn tốc như vậy thành ra chúng ta không thể hẹn được đó chính là cái lời dạy của đức thế tôn cho chúng ta và điều này thiết nghĩ chúng ta phải chiêm nghiệm và hiếu sâu xa à, ghi nhớ trong lòng thì chúng ta mới thọ trì được còn nếu không thì chúng ta có thói quen tức là nghĩ rằng ngày mai kia mình tu cũng chẳng sao hiện tại cần phải làm ăn cần phải làm gì đó thông quen đó nó sẽ trở ngại cho chúng ta rất nhiều trong sự giác ngộ và dạ, cảm ơn các vị đã lắng nghe. Dạ Phật chúng con kính cảm ơn thầy. Dạ Phật và dạ, kính thưa quý vị à, chắc có lẽ khi mình quý vị theo dõi chương trình từ lúc đầu thì thầy cũng có giảng qua cái phần này và sau khi Nhật Tường hỏi lại chắc cũng có người đang ở nhà ấy không biết Nhật Tường nó hỏi cái câu mà thầy mới giảng rồi nó hỏi lại làm gì và dạ, kính thưa quý vị à, Nhật Tường nhớ không làm khi mới học Phật pháp hay là nghe những cái băng Phật pháp của quý thầy dạy thì hình như là có câu nói của Thiền sư Trần Nhân Tông là thân như điện ảnh chiều tà cỏ xung tươi tốt thu qua rụng rời xá chi suy thịnh cuộc đời thịnh suy như hạt xương rơi đầu cành ý nghĩa cái đó thì nó phải để cho quý thầy giảng nhưng mà cũng nói lên cái sự vô thường của cuộc đời của chúng ta nó đến nó đi vô thường bất chợt lắm à, vì lẽ đó mà nhật tường cảm thấy cái đó nó rất là ý nghĩa cho nên nhật tường muốn hỏi lại thầy cái cái câu đó và cũng là cái câu hỏi kế tiếp nhật tường có ở đây là a di đà phật và kính bạch thầy thầy cũng có giảng qua về cái sự khác biệt giữa chư thiên trình bày kiến giải về từ bỏ cái ái dục và đức phật đã dạy thêm nói là nên nên là xuất gia bỏ thân kiến thì thường thường Người ta nói bỏ ái dục đã là tốt rồi Mà đằng này con kính thầy giảng lại cho con biết Cái sự khác biệt tại sao mà Đức Phật lại Là bỏ thăng ký mà không chấp nhận Cái lời nói của vị Chư Thiên là bỏ ai dạ, dục Dạ vâng, dạ xin cảm ơn Nhật Tường à, Xin cảm ơn đại chúng à, Cho thầy à, góp ý chút xíu Cái câu anh Nhật Tường mới nói Có lẽ hơi nhầm lẫn một chút Đó là à, bài kệ Thân như điện ánh hữu hoàng vô à, Vạn mật xuân vinh thu hữu khô nhầm vận thịnh suy vô bố ý à, thịnh suy như lộ tháo đầu phô. à, thi cỡ này của thiền sư văn hạnh chứ ừ. không phải của của ngài trần nhân tông thành ra trong chương trình vấn đáp Phật pháp mà chúng ta phải đích chính cho nó đầy đủ rõ chứ không khéo rồi các vị nói rằng nhật tường nhầm lẫn thầy làm thinh luôn okay. <laughs> như thế thì đại chúng sẽ sẽ mơ hồ à, rồi giờ đây xin mời các vị cho phép chúng tôi được trả lời câu hỏi của nhật tường vừa qua thì ở trong hai câu cuối cuối cùng của hai bài kệ chúng ta chỉ so sánh ở chỗ đó là ái dục và thân kiến nó giống và khác nhau như thế nào. Chúng ta cứ biết rằng nếu như trong sự tu tập mà chúng ta chỉ có từ bỏ ái dục tức là người này không có sống với một đời sống ân ái gia đình người khác giới. Như vậy thì nhưng mà trong tâm người đó vẫn còn sự tức giận, tức là vẫn còn sân rồi vẫn còn sự tham đắm trong danh lợi rồi vẫn còn tham đắm sự ăn uống tham đắm ở trong ngũ nghỉ như vậy thì chúng ta thấy năm món dục tiền tài sắc dục danh vọng ăn uống và ngũ nghỉ ái dục chỉ là sắc dục mà thôi vậy thì rõ ràng ở đây á nếu như từ bỏ ái dục thôi thì bốn dục kia nó vẫn còn làm sao người này có thể đạt được sự giác ngộ cho nên hơn thế nữa khi mà chúng ta mong muốn mà không được tội ý cho nên chúng ta mới nói giận còn nếu như mà mà chúng ta à, giữ cái nỗi giận trong tay thì tất nhiên là là cái tham dục này nó không bao giờ biến mất được. Thành ra à, nó là một cái chùm như là quả ác xoa. Cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh. À, nó tương trợ lẫn nhau. Chẳng hạn như một người à, thường đắm say ở trong sự ngu nghĩ hoặc là đắm say ở trong danh lợi thì chắc chắn rằng là tham ái nó vẫn còn tồn tại trong tâm người đó. Thành ra ngũ dục phải bỏ là bỏ tất cả chứ không thể bỏ một được nhưng chúng ta thấy năm dục này nó tồn tại trên cơ sở nào đó là trên quan niệm sai lầm của chúng ta về sự tồn tại tại sao bây giờ chúng ta nghĩ rằng có ngã có nhân có chúng sanh có thọ giả và do vậy mà chúng ta mới tạo ra bao nhiêu thứ là đọa lạc ở trong ở trong dục còn nếu như mà chúng ta xem thân này là không có ngã như huyễn à, phi ngã phi nhân phi chúng sanh phi thọ giá. như vậy thì rõ ràng ở đây á là chúng ta đã bỏ thân kiến mà một khi bỏ thân kiến thì tất nhiên à, nó là huyễn tại sao chúng ta nói giận nó là huyễn thì tại sao chúng ta lại tham lam tham lam cái gì đấy rõ ràng chúng ta lý luận về huyễn chúng ta nhận thức về huyễn nhưng chúng ta chưa chứng đắc về nó thành ra chúng ta vẫn còn tham đắm chi phối trong tâm nhưng thực sự một ai đã chứng đắc được cảnh giới này thì chắc chắn rằng là là tham dục tự nó biến mất theo do vậy mà thế tôn dạy cho một vị thiên thần này là hãy trở về với việc đoạn trừ thân kiến là quan trọng nhất chứ không có nên là bận tâm tại vì cái ái dục nó chỉ là cái ngọn mà thôi mà như cái cây chặt cái ngọn thì cái gốc nó tiếp tục nó nó sinh ra nữa thì thế là thế là làm sao người đó có thể là đoạn trừ tận gốc được thành ra à, thân kiến chính là cái gốc của của mọi thứ còn à, cái á dục nó chỉ là cái ngọn mà thôi thành ra đoạn trừ được cái gốc thì tất nhiên ngọn nó cũng bị chết theo đây chính là điều quan trọng cốt túy mà chúng ta cần phải thọ trì và dạ, cảm ơn nhật tường cảm ơn quý vị rất nhiều Về Đạo phật và kính bạch thầy đối với những người không quen thuộc với những từ ngữ phật pháp thầy có thể định nghĩa thân kiến là gì bạch thầy dạ vâng thì thưa quý vị thân kiến tức là cái sự thấy biết sai lầm và thân mạng của chúng ta tức là sự tồn tại của chúng ta chẳng hạn như chúng ta thấy thân mạng này chúng ta đó là ta và hoàn cảnh sinh tồn chúng ta gọi là của ta có ta và có của ta, từ đó mà năm dục mới sinh ra. Còn giờ đây mà chúng ta cho rằng cái ngã này thực ra nó là gì? Nó là một cái yếu tố tâm lý phát sinh chứ không phải là là một thật ngã. Bởi vì nếu như nó đã là thật ngã thì nó tồn tại bất biến chứ không có chuyện nó bị vô thường hủy hoại. Thành ra cái chữ có và chữ không ở trong đạo Phật nó khác với thời gian. À, thời gian á, có là hiện tượng có Mà khi hiện tượng hủy diệt Người gọi là là không Nhưng chúng ta phải hiểu rằng Đó là có là hiện tượng có Và không là hiện tượng không Chứ không phải Không phải rằng cái có tức là Là cái có và mặt duyên khởi Còn cái không là gì Cái không chính là Là tự tánh vốn không Như vậy thì cái có của Đạo Phật Là ngay bàn tay này hiện hữu Mà thấy được tự tánh vốn không Cho nên gọi nó là không chứ không phải bàn tay này đợi tới lúc hủy hoại thì mới gọi là là bàn tay diệt mất chúng ta hiểu như vậy là sai trong đạo phật đạo phật là nhìn thấy dạng vật thế gian đều là là thường còn nhưng mà nó thường còn trong sự biến hóa cho nên vì sao vì bản chất của nó là là như hiển thành ra là cái đạo phật, nhìn phật đó, đạo phật nhìn thấy là thực tế của dạng vật nó như vậy như vậy đúng bản thể của nó à, thì đó là tư tưởng của đạo phật còn chúng ta nói có và không thiếu mặt hiện tượng là chúng ta hiểu sai về, về tư tưởng của đạo Phật do vậy cho nên chúng ta diệt trừ được cái thấy biết sai lầm của ta thì lúc bây giờ lúc bây giờ tự nhiên cái thân kiến này nó sẽ biến mất và ai dục nó mất theo dạ cảm ơn các vị đã lắng nghe À, Di dạ Phật và Trung Kinh cảm ơn thầy và dạ, kính thú gì ở trong kinh à, Bát Đại Nhân Giác có 8 câu đầu là à, thế gian vô thường quốc độ nguy thúy, ngũ ấm vô ngã tứ đại khổ không sanh diệt biến dị hư nguy vô chủ tâm thị ác nguyên hình vi tội tấu và kính bạch thầy thì hai cái câu cuối đó là cái cái tâm là cái nguồn gốc tạo tội mà cái cái hình cái thân thể này là cái cơ sở để mình tạo những cái tội đó, mình làm những cái tội đó. Thì đó cũng phải là những cái một trong những điều mà Đức Phật nói là nên xuất gia bỏ thân kiến Con suy nghĩ ra con hỏi kính đây nhờ thầy dạy ừ, cho con. Dạ. Thì uh, kính thưa quý vị. Uh, chúng ta chúng ta muốn đoạn trừ nói chung á là theo câu hối của Nhật Tường thì chúng ta nên tập trung ở chỗ Đó là chúng ta từ bỏ cái điều ác à, Tinh tấn mà dứt bỏ những điều ác đã phát sinh Như vậy thì thưa quý vị Đây chính là một trong bốn chánh thắng hay còn gọi là tư chánh cần Như vậy thì à, chúng ta muốn tu tập chỗ này làm sao? Không thể nào nói là cứ tinh tấn tinh tấn là đoạn trừ được đâu à, Cứ tinh tấn tinh tấn đó là chúng ta học ở trên cơ sở của ngôn từ mà thôi Nhưng mà Giờ đây chúng ta phân tích sâu một chút thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Chẳng hạn như trước khi một người mà muốn đoạn trừ được cái điều ác thì bắt đầu người này phải nhận thức ra cái gốc rễ của ác nó phát sinh từ từ lĩnh vực nào. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng có năm lĩnh vực đó là gì? Đó là do tham dục, do sân nhuế, do gì? Do hôn trầm thủy miên, do gì? Do trạo cứ ác tác và cuối cùng là do nghi ngờ thành ra đây chính là gọi là ngũ triền cái tức là cái gốc rễ sinh ra vô lượng những điều ác và người này bắt đầu nhận chân được cái gốc của ác đó là ngũ triền cái và trên cơ sở nhận chân đó người đó ý thức rằng là nếu như ai sống với tham dục ai sống với sân nhớ, ai sống với gọi uh, là uh, 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 tham đếm uh, say mê ngủ nghỉ uh, rồi ác tác rồi nghi ngờ thì chắc chắn rằng cái tâm người đó sẽ bị đó đời sống người đó rất là là hạ liệt rất là tâm thương và 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 nó chỉ là tự hại mình hại người mà thôi như vậy thì rõ ràng một người nhận thức sâu xa về cái sự tầm thường tầm thường và nguy hại của ngũ truyền cái thì lúc bây giờ người đó mới có gì mới có cái ước mơ có ước muốn là phát khởi một lòng ước muốn quyết liệt từ bỏ nó cho nên lúc bây giờ nó mới có phát sinh được cái lòng tu tập và khi người này tu tập thì người này ý thức rằng là khi từ bỏ tất cả những cái điều này thì chúng ta sẽ trở nên tốt như thế nào Rồi khi mà nhận thức được là mình từ bỏ và nó đạt được kết quả tốt như vậy như vậy Thì lúc bây giờ con đường nào mà tốt nhất thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng con đường viễn ly, con đường xuất gia nó sẽ hiện ra Rồi trên cơ sở mà nhận thức rằng con đường xuất gia viễn ly thì nó nhanh chóng trừ bỏ những cái điều xấu này Thì lúc đó bắt đầu là chúng ta mới phát tâm và phát tâm từ bỏ tức là chúng ta phải nhận ra được cái gì nhận ra được cái xấu xa cái nguy hiểm của nó và và trên căn bản nó tồn tại nó duy trì là trên cơ sở của sự thấy biết sai lầm về ta và của ta hay còn gọi là ngã và gì và pháp thì như vậy thì lúc bây giờ người này mới đầu mới khởi cái ý nghĩ là từ bỏ và do đó mà thoát khỏi sự chi phối của gì của thần kiến À, như đó người đó mới giải thoát được thành ra sự tu tập cũng vậy chúng ta phải đi từng bước nhận thức từng bước thì lúc bây giờ chúng ta mới thành tựu được và yeah, cảm ơn các người đã lắng nghe Phật cho chúng con cảm ơn thầy đã giảng cho chúng con, con em, một cách rất là kỹ lưỡng và kính thưa quý vị thì uh, nghe thầy giảng những cái này thì chúng ta mới thấy là chúng ta rất là may mắn có được cái phước giống như uh, chư tôn đức thường dạy chúng ta là thân này khó được mà Phật pháp thì khó nghe à, mà thầy và đây là có, có có khán giả thương con rồi đó thầy Ai à, Di Phật dạ kính mời gì là câu hỏi Dạ à, lâu dạ xin thầy giải thích cho con hiểu rõ hơn cái, cái cái chữ quay đầu là bờ Quay đầu là là bờ liền hay là là chỉ mới thấy cái bờ thôi rồi sẽ hay, sẽ, sẽ là bờ Thầy cảm ơn thầy Ai à, Di Phật cảm ơn cô nha Ai à, Di Phật con thính thầy Dạ yeah, xin cảm ơn cô à, Nếu như chúng ta tính vào mặt không gian và thời gian thì giống như chúng ta ra biến, chúng ta quay đầu thì chúng ta phải đi một đoạn mới tới bờ chứ. hồi nhỏ thầy cũng khó chấp nhận cái câu nói này, tức là gì? tức là hồi đầu thị ngạn, tức là quay đầu là bờ. À, và chúng ta khó chấp nhận tại sao? bởi vì chúng ta đi lỡ đường lạc lối đi xa rồi, bây giờ tự nhiên quay đầu là chỉ thấy bờ thôi chứ làm sao mà là bờ được phải không ạ? À? À, xét về không gian là chúng ta thấy như vậy, nhưng mà ở trong tâm thức của chúng ta thì thế nào? là Bồ Tát và thế nào là Phật thì chúng ta biết rằng là gặp việc biết việc đó là là Bồ Tát là Phật còn gặp việc mà mê việc đó là đó là chúng hữu tình đó là phàm phu thành ra cái chữ quấy đầu là gì là giác là ngộ thì một niệm giác là Phật và chưa giác là chúng sanh vậy thôi chứ không có chuyện rằng á mà quấy đầu mới có sự giác còn nếu như mà cứ đi tới thì chắc chắn rằng không thể giác được nhưng đó là nói về mặt lý luận chúng ta nên hiểu rằng lý lẽ đó là gì đó là à, nó gọi là trực chỉ à, nhưng mà nhưng mà à, người ta gọi là lý thì đốn ngộ nhưng mà sự thì phải tiệm tu à, mình đã hiểu rồi nhưng để thực hiện được cái hiểu đó thì chúng ta cũng còn cần phải trải qua rất nhiều thứ khác nhau nữa cho nên á, cái chữ bờ đây á, là chắc chắn chúng ta sẽ đạt đến bờ bên kia nhưng mà để thực hiện nó thì nó phải có một cái cái quá trình tiệm tiến hay là cái tiến trình à, thành tựu của nó cho nên chúng ta phải hiểu cả hai nghĩa như vậy về lý thì quay đầu là bờ dứt khoát là như vậy chứ không khác được nhưng mà về sự thì sao tức là phải có một quá trình diễn tiến trên đời này không có bất cứ cái gì diễn ra tự nhiên mà nó đều phải có một cái thời gian tiệm tiến có một cái thời gian diễn ra chứ không thể nào đột ngột được và yeah, đó chính là căn bản của lời dạy của của tổ sư thưa quý vị và dạ, cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Dạ Phật chúng con cảm ơn thầy, cảm ơn quý vị đã gọi và đặt câu hỏi. Dạ Phật. Dạ kính bạch thầy. À, trước khi bước sang cái câu hỏi kế tiếp, con có hai câu hỏi nhỏ nhỏ thôi. Thứ nhất, thân kiến này nó đứng chung với cái chấp thường hay là không đứng chung với chấp thường? Thứ hai, bài học này mang cái thông điệp gì đến trong cái xã hội cuộc sống ngày hôm nay? Dạ Phật. Kính dạ. Thầy. À, kính thưa đại chúng, à, kính cảm ơn nhật tường rất là nhiều ở trong cái chữ thân kiến này á, thì chúng ta nên hiểu rằng á, là 88 kiến hoạt à. chữ thân kiến này á, là sự mơ hoạt trong nhận thức ừ. 88 món kiến hoạt à. thành ra chỉ có học đạo thì chúng ta mới đoạn trừ được à. và mà mà đoạn trừ là đoạn trừ cái gì đoạn trừ cái sự thấy biết mê lầm nhưng chưa có đoạn trừ được tập khí của nó muốn đoạn trừ tập khí của nó người đó phải có tu À, thì lúc bây giờ mới đoạn trừ được cho nên cái sự đoạn trừ nó hai điều kiện nha thứ nhất là đoạn trừ sự thấy biết sai lầm ở trong tâm thức trong kiến thức như vậy thì lúc đó chúng ta đã đoạn trừ được á, là thân kiến rồi nhưng mà cái, cái cái nghiệp thức của thân kiến là phải tu tập nếu như chúng ta không tu tập thì chắc rằng là cái nghiệp đó nó vẫn còn dẫn chúng ta nữa cho nên không phải ngẫu nhiên mà có rất nhiều người học đạo hiếu đạo nhưng mà họ vẫn hành sai lầm Tại vì sao? Bởi vì cái nghiệp lực nó vẫn lôi kéo họ và cái quá trình sai lầm đó họ phải đoạn trừ từ từ, bỏ từ từ à, nó mới hết được thành ra mới có bốn quả sa môn tức là bỏ chưa hết thành ra phải trở lại đây bỏ bỏ tới bảy đời mới xong ha à, còn các người thì bỏ còn một chút xíu thì nên trở lại một đời còn các người bỏ mà có những cái nhân tố đầu thai thời gian này không còn nữa thành ra người đó phải sinh trời ngũ tịnh cư của lại những bất hoàng còn bỏ sạch trơn rồi như củi hết lửa tắt thì lúc đó mới gọi là gì là vô san a la hán. Thành ra chúng ta hiểu cái nguyên tắc của nó là như vậy thôi. Dạ, cảm ơn các vị rất nhiều. Mô Phật. Dạ. Như vậy thì cái thông điệp như thế nào thầy trong cái bài này? Dạ vâng, kính thưa quý vị, thông điệp ở đây căn bản là gì? Tức là chúng ta hãy xây dựng chánh kiến, đừng có đỡ mình nhận thức sai lầm về lĩnh vực của thân kiến. Đó là cái tinh thần quan trọng nhất. Và chúng ta hãy ý thức một điều rằng là vô thường tăng tốc nó như là là gươm đã chạm da, nó như là gì? Nó y như là là lửa cháy trên đầu mạng sống chúng ta à, sớm còn tối mất nhanh chóng chứ không thể hiện ra hiện nay được. Do vậy cho nên sự tu tập của chúng ta nhất định là phải nhanh chóng chứ không thể nào mà chúng ta kỳ hẹn một cái thời gian nào được nữa. Đây chính là thông điệp quan trọng ở trong cuộc sống này thưa quý vị. Và gần đây như chúng ta biết rằng à, chúng ta đang à, tồn tại ở trong một cái môi trường ôn dịch rất là nguy hiểm và chúng ta biết là mạng sống của chúng ta thì lại càng càng thấy nó mong manh hơn nữa bao nhiêu cái dự án bao nhiêu cái suy nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được cái đó cái kia nhưng hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta không đủ thì giờ nhiều đâu do đó mà à, việc tu tập thì đòi hỏi nó phải càng nhanh chóng hơn nữa còn nếu như không thì à, không biết rằng chết rồi mình sẽ đi vào đâu à chúng tôi có một à, quen một phật tứ à, anh phật tứ thì cũng khờ khạo à, ở trong mắt của mỗi người nhưng à, anh có nói với ba của anh một câu thế này là Bà ơi, à, 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 ba ơi à, ba nghe nói rằng là à, à, tới một thời gian nào đó thì ba sẽ rời khỏi thời gian này ba đi thì à, ba biết ba đi đâu hay không thì lúc đó à, à, ông bố này nói rằng là bố không biết đi đâu à, thì người con mới nói rằng mình đi chợ kia mình cũng cần phải có địa chỉ mình cũng còn phải có cái chỗ đỡ mà mình đi à, giờ đây bà nói rằng bà đi mà ba không biết đi đâu thì tại sao ba không có tìm rõ ra là mình cần phải đi đâu cũng thế con người chúng ta chết rồi chắc chắn rằng không mất hẳn và chúng ta sẽ đi đâu đây chính là một câu hỏi mà chúng ta hãy tự hối lòng của mình và hy vọng chúng ta nên biết con đường mình đi trước khi mình chấm dứt cái 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 kiếp sống ở thời gian này đây chính là một thông điệp quan trọng thưa quý vị và dạ, cảm ơn các vị đã lắng nghe và dạ, đã cảm... chúng con kính cảm ơn thầy hy vọng Nhật Tường đã làm tròn trách nhiệm chuyển tải các câu hỏi những câu hỏi qua cái phần giả đầu tiên về phẩm kiếm đến quý vị và đây chúng con cung thỉnh thầy giảng về cái phần thứ hai về pháp chạm kinh bạch thầy dạ xin uh, kính thưa đại chúng uh, xin cảm ơn nhật tường mời các vị chúng ta lắng nghe bài tiếp theo ở trong phần này đó là xúc chạm cái chữ xúc đó là tiếp xúc chạm đó là là va chạm nhưng mà cái chữ xúc chạm này á nó giống như dạ xin Còn mời quý vị đặt, đặt câu hỏi dạ đặt phật đặt phật dạ kính mời quý vị đặt câu hỏi ai à, với đặt phật của dạ con kính chào thầy thưa thầy cho con hỏi hai câu câu thứ nhất là do nghiệp ái chi mê làm năng tố mà có tam giới hay là tam giới là trụ xứ dạ thưa câu thứ hai làm sao phân biệt được sự dụng tâm để đè nén của cộng tưởng và niết bàn tịch diệt vì cả hai đều vẫn lạnh giống nhau. làm sao mình phân biệt được kính thầy. à, chú kính thầy. chú có thể nhắc lại câu hỏi thứ nhất một lần nữa để cho cháu ghi xuống như chú một lần nữa. dạ thưa câu hỏi thứ nhất là gian nghiệp ái si mê làm nhân tố mà có tam giới hay là tam giới là trụ xứ dạ cảm ơn chú. Dạ, dành chung con công ty này Dạ, kính thưa kính thưa kính thưa đạo hữu à, câu hỏi thì à, mình nghe nó 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 hay nhưng mà nó làm cho người nghe khó hiểu à, ví dụ như có người nói rằng là à, con bò à, do ai cột dây thì à, có người trả lời rằng á là con bò do chú của, nó cột dây và các người hối vậy thì ai là chú của con bò và trả lời rằng là đó là cái người cột dây con bò mình trả lời mình hối như vậy thì nó rất là mơ hồ thưa quý vị nếu như không có không có ái xuất hiện thì làm gì có tam giới cho nên rõ ràng ái dục nó tồn tại ở trong tam giới nếu như không có ái thì làm gì cái ái nó tìm phục nó tạo ra cái si tìm phục cái tham tìm phục tìm phục ở một cõi không thì đi vào ở trong 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 vô sắc giới còn tìm phục ở trong sắc nhất là bốn quả thiền định khi phật chưa ra đời gọi là thế gian định thì lúc bây giờ nó sẽ dẫn người đó tâm thức đó khi thân hoại mạng chung trung hữu xuất hiện và tâm thức đó sẽ đi vào ở trong cảnh cảnh sắc giới còn nếu như mà cái ái ở trong trong thấp hơn là cõi dục nó thô trượt nó cũng có một chút uh, uh, thánh thiện nhất là ở uh, sáu tầng trời lục dục thiên thì lúc đó nó vẫn rơi vào trong cảnh giới của dục giới như vậy thì tam giới tức là dục giới sắc giới và vô sắc giới nó đều phải hình thành trên ái cho nên cái thể nói rằng là ái là cái nhân tố mà nhốt chúng ta ở trong luân hồi và nó cũng là gì nó cũng là nó cũng là là cái nhân tố mà hình thành ra là ba cõi ừ, Nhưng mà dấu sau nữa thì cái gốc rễ của nó vẫn nằm ở trong gì? Vẫn nằm ở trong kinh, trần và thức Cho nên chúng ta thấy khi kinh tiếp xúc với trần, nó sinh ra thức Và trong cái lúc đó ái bắt đầu nó sinh ra đó, Nó sinh ra ngay cái điểm đó Thì kinh, trần, thức sinh ra thì ba cõi cũng có à, Thành ra chúng ta thấy nó là hai mặt của vấn đề mà thôi Cái gốc rỡ là ái mà cái biểu hiện của nó là tam giới Chỉ vậy mà thôi À, đây chính là cái điều cái điều quan trọng. Còn um, chú đạo hữu có đặt một câu hỏi rất là hay um, mà chúng ta cần phải phân tích một chút để chúng ta hiểu rõ hơn câu hỏi số 2 Đó là gì? Đó là khi thiên định ức chế những cái dòng tư tưởng uh, với cái cảnh giới niết bàn thì nó như thế nào? Uh, chúng ta có thể hỏi thánh vấn đề như thế này. Đó là một người đắc được vô tướng định hay là vô tướng định? với diệt tận định nó giống và khác nhau như thế nào à, tức là khi chúng ta tu tập ở trong định dùng sức định mà ức chế những dòng tư tưởng thì lúc đó nó không còn tướng nữa lúc bây giờ chúng ta đi vô vô tướng định còn khi chúng ta thấu triệt được tự tánh như huyễn của các pháp do đó mà ngã chấp tự mất đi thì lúc đó đi vào niết bàn cái điểm khác nhau ở chỗ là người ở trong diệt tận định người đó khi đi ra khối việc tăng định, họ sẽ có câu hỏi rằng là đây là việc tăng định và ta có tướng hay là không có tướng. Còn nếu như người nào ở trong việc tăng định, xin lỗi ở trong trong vô tướng định nó như vậy đó. Tại vì ở trong vô tướng mà mà khi có tướng khởi lại thì lúc bây giờ người đó sẽ đặt câu hỏi là ta có tướng hay là không có tướng. Còn ở trong việc tăng định, họ trở lại với cái đời sống có tư duy thì họ thấy bình thường, họ không bao giờ có suy nghĩ đó. Đó là cái điểm khác nhau Cái điểm khác nhau giữa một người chứng vô tướng định Và một người chứng dự tăng định À nó chỉ vậy thôi Mà nếu như chúng ta khi nào đó Chúng ta thành tựu cái định vô tướng Chúng ta không còn biết phân biệt Có thể nói rằng á, là chúng ta như là là, là gỗ đá là Vô tri Thành ra là không có đau đớn Giao kết trên da của chúng ta cũng không thấy đau đớn cái định này Đức Thế Tôn cũng có thành tựu thành ra ngài đã sử dụng cái định này lúc mà ngài di chuyển tới rừng Ta La Sông Thọ để đi vào niết bàn thì Thế Tôn nói rằng á ta nay 80 tuổi giống như là một cái cỗ xe à, cũ kỹ phải nhờ sự gì sự leo chùi à, dầu mỡ mới đi đến nơi cũng vậy ta hôm nay phải sử dụng định vô tướng để khắc chế những cái cơn đau và đến à, rừng Ta La đi vào trú xứ niết bàn À, còn cái diệt tận định của A-la-hán là Là không có gì à, Không có cái niệm tướng Nhưng mà nó ở trong cái sự vén lẹn tuyệt đối rồi nó đi ra à, Do cái quá trình mà Thấu hiểu được thật tướng như huyển Của các pháp mà thành tựu định này Thành ra chúng ta thấy nó kỳ diệu không à, à, Các vị sợ các vị không hiểu Cho thầy nói lại một lần nữa như thế này Sự giống và khác nhau Của diệt tận định Và vô tướng định là ở điểm nào Đó là Ở trong diệt tận định người đó trở lại với với suy nghĩ thì họ thấy bình thường còn nếu như người nào ở trong định vô tướng mà có suy nghĩ trở lại thì tự họ sẽ nhận ra một điều rằng là ta có tướng hay là không có tướng cái đó là cái điểm khác nhau và giống nhau nhưng mà cảnh giới này á, là chúng ta được mấy người chứng đắc được mấy người thấu hiểu cho nên thực ra mà nói nói thì chúng tôi vẫn nói trên mặt lý thuyết cho các vị nghe mà thôi Thế nhưng mà chỗ này thôi chúng tôi không có có dám coi thường cái công phu của các vị. Nhưng chúng tôi quan sát thì chưa thấy là một người nào tác chứng nổi chỗ này ở trước mắt chúng tôi. Cho nên đó là là, là, là chúng tôi không dám bàn về nhiều hơn vì cảnh giới này nó là cảnh giới của những cái bậc thánh giả chứ không phải đơn giản đâu thưa quý vị. Dạ yeah, cảm ơn các vị đã đặt, đặt câu hỏi. Dạ chúng con kính mời thầy và kính bạch thầy. À lâu lắm con mới nhận được một câu hỏi mà con con nghĩ chú này rất là tham am hiểu về Phật pháp mới có thể đặt ra một câu hỏi như vậy được nhất là về dân về về cái về cái phương diện về thiền như vậy cũng như Đức Phật dạy trong kinh Nikaya thiền là một trong những bốn thứ mà mình không thể nào mình diễn tả được bằng cái bằng cái trí não bình thường của mình và yeah. à, như Phật giờ giờ đây chúng con cũng tính thầy bước sang đề tài kế tiếp và oh, yeah. yeah. dạ, Phật. xin cảm ơn tường Thiền mình diễn đạt được chứ nhật thường sao sao lại lại không có diễn đạt được ở trong bốn điều chẳng hạn như là cái nghiệp lực chúng sanh chết ở sinh kia thì không diễn đạt được hay là cảnh giới của rồng cảnh giới của phật là những cảnh giới bất khả tư nghi cho nên chúng ta không diễn đạt được nhưng mà thiền chúng ta diễn đạt được chứ thì nhận đạt được cho nên đó, là trước khi phật ra đời thì tứ thiền sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền nó đã rõ ràng đã nhất dứt ác thì mà hiện ra cái gì cái gì thì rõ ràng rồi cho nên chúng ta đều có thể mô tả được Nhưng mà ở, ở đây Chúng ta muốn nhận ra nó Thì chúng ta tự mình tiếp xúc Cũng giống như là uống nước nóng lạnh tự biết Chứ còn uh, diễn đạt Nó cũng mang tính là là ngôn ngữ phương tiện Mà thôi oh, yeah. uh. Ý của nó là hiểu đó thầy Giống Rồi, như uh, Phật nói <cười> 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 Rồi bây giờ đây xin mời các vị chúng ta trở lại Với nội dung tiếp theo uh, Đó là ở trong cái phẩm Xúc chạm này Thì chúng ta dạ xin mời các vị đặt câu hỏi khán giả bắt đầu thư cơm rồi thầy dạ Đạo phật dạ Đạo phật giờ cái mời bây giờ câu hỏi ạ. dạ thưa phật kính thưa thầy à, à có phải à, hàng ngày mình à, xin năng đọc kinh đọc chú à, hay nên nghe lắng nghe chánh pháp tập có lòng từ bi dạ biết giữ sáu căn của mình biết à, cúng dường biết làm từ thiện là mình cũng đã có tinh tấn trên đường tu tập của mình phải không thầy? Dạ. Cảm ơn Vâng. Ừ. Dạ, Vân. À, xin cảm ơn cô rất là nhiều. Thì à, chúng ta hiểu rồi à, tinh tấn là gì, tức là siêng năng ở trong cái à, quá trình à, tích lũy công đức tạo ra phước báo. Và nếu như hàng ngày à, chúng ta tụng kinh à, niệm Phật trì chú à, lao động tích lũy tài sản để chúng ta biết bố thí cúng dường và khởi lòng từ bi thương xót với tất cả mọi người thì rõ ràng đây chính là chúng ta đang tinh tấn tu tập rồi à, nghĩa nó là như vậy nhưng mà ở chỗ là cái chữ tinh tấn tức là gì tức là tinh chuyên tấn tức là tiến tới thì nhớ rằng hôm nay chúng ta niệm phật à, 10 tiếng ngày mai chúng ta niệm 11 tiếng còn nếu như mà chúng ta niệm 10 câu mà ngày mai chúng ta niệm còn 8 câu thì chắc chắn rằng là chúng ta là là là, là lui rồi chứ không phải là tinh tiếng cho nên cái chữ tinh tấn này là chuyên tinh và tiến tới tiến tới à, không ngừng thành ra đó thành tựu cái cái năng lực mà đoạn trừ những cái điều ác ấy. thì ở đây nó còn có một cái chữ mà Phật nói đó là gì đó là là khởi dục là sách tâm là trì tâm à, sau khi nhận thức xong thì phải khởi dục khởi dục đây là không phải là khởi lên ai dục mà khởi lên cái lòng ước muốn được gọi là khởi dục hay mà chúng ta dùng cái chữ Phật giáo đại thừa đó là gì đó là là phát nguyện cái chữ khởi dụng này là phát khởi một cái ước muốn chẳng hạn như chúng ta thấy chúng ta thích làm bác sĩ kỹ sư như vậy thì tự nhiên chúng ta phát khởi cái ước muốn là trở thành bác sĩ kỹ sư lúc đó chúng ta sẽ đi tìm kiếm những kiến thức nào điều kiện nào trường trại rồi học cái gì để chúng ta thành tựu được cái cái công việc đó như vậy thì đó gọi là gì là ước muốn thành ra chữ ước muốn này gọi là khởi dục rồi sau đó bắt đầu mới sách tâm tức là cái tâm của chúng ta lúc bây giờ nó được câu hữu với định câu hữu với hỷ câu hữu với bi nó câu hữu với gì à, với cái, cái 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 lượng sự xương đen như vậy là gì cái tâm chúng ta lúc bây giờ nó phải được kết hợp nó được nuôi dưỡng ở trong môi trường đó còn nếu như mà cái tâm chúng ta khởi lên một ước muốn nhưng mà chúng ta lười biếng làm dài đó thì làm sao thành tựu cho nên đây là cái điểm thứ hai rồi cái điểm thứ ba là trì tâm Tức là chúng ta giữ cái tâm mình không mất Sau khi mà chúng ta đã nhận thức như vậy Thì lúc bây giờ nó mới thành tựu được yeah, cảm à, dạ, Phật, dạ cảm ơn các quý vị đặt câu hỏi Dạ đã Phật Dạ cảm ơn quý vị đặt câu hỏi Hello. Dạ mời quý vị đặt câu hỏi à. tắt tắc tivi nhỏ lại đi Để mình nói câu hỏi nha Dạ tivi nhỏ lại ờ, Phật, Chú Nhật Tường ơi Dạ Cho cô hỏi câu này À, là cô muốn biết là à, cái cái mền quang minh á à, đắp cho mấy người qua đời đó thì có hiệu lực gì mà sao cô thấy à, quý hòa thượng cũng đắp cái mền quang minh đó nữa ai di đập Phật cảm ơn cảm ơn à, chú nhật tường cảm ơn thầy yeah. dạ con cảm ơn cô và con thỉnh thầy, <laughs> yeah. thầy. cô thấy thương quá thầy cô hỏi yeah. cô thấy thương quá À, câu hỏi này chúng ta thấy nó liên quan tới văn hóa Phật giáo hơn là giáo nghĩa của Như Lai Chúng ta cần phải rõ biết thế nào là văn hóa Phật giáo, thế nào là giáo pháp của Như Lai Chúng ta đang tìm hiểu đó là giáo pháp giải thoát của Như Lai Còn cô hỏi là hỏi trên lĩnh vực của văn hóa Phật giáo Thì chúng ta hiểu là cái mền quang minh đó nó phát sinh từ từ đâu, từ lúc nào thì thưa vị rằng á nó có những cái phép trái tịnh cái phép trái tịnh tức là một người mất thì nó tạo ra những cái mùi xú ế và có những loài ngã quý có những loài oan hồn nó thường bám víu vào đó mà đôi khi nó cũng có thể gây hại cho tâm thức người mất vì sao bởi vì người mất họ thường luyến chấp cái thân ngũ uống của họ nếu như mà có những cái tâm thức oan hồn ngã quý nó làm hại đây chính là loại gì loại là oan gia trái chủ thì liệu là tâm thức của người này có được thanh thản hay không à, có được sự hộ niệm bình yên hay không cho nên á, lúc đó cần phải có sự che chở thành ra lúc bây giờ người ta sử dụng những câu mật chú những cái phép sái tình đặc biệt là nước cam lồ của bồ tát quan thế âm để chi để hóa giải những cái cái nghiệp lực ràng buộc này và đắp lên trên mình của người đó thì thì lúc bây giờ tâm thức của người đó có thể được che chở chúng ta hiểu theo cái nghĩa văn hóa nó là như vậy. À. Còn bên cạnh đó nữa, thì những cái hình thức ở trên ở trên cái mền văn minh này, thực ra đó là in những câu chú, những câu chú này, thì chẳng hạn như là án Mani di Hồng hoặc là những cái câu án chiếc là chú là chuẩn đề ta bà hai bộ lâm đó là những cái câu uh, ở trong chú uh, chủ đề hoặc uh, là chú uh, của bộ tác quan âm chẳng hạn như vậy, thì nó mang tính văn hóa. Nhưng mà thưa vị, chúng tôi không có tin tưởng một điều rằng đó là khi mà chúng ta in cái chữ lên đó và đắp lên thì tâm thức của người đã được giải thoát. Trong khi là nghiệp lực của họ tạo ra như là núi đá. Cũng giống như ở trong một cái bình ghề trên mặt nước mà khi cái bình đó bỡ ra thì những cái viên đá sổi bên trong chắc chắn là phải chìm. Còn những cái chất nhẹ nhàng như là như là sáp thì chắc chắn nó nổi chứ không thể chìm trong nước. Cũng vậy, thiện nghiệp con người giống như là gì? Giống y như là 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 giống y như là là sáp vậy đó, thì nó phải nổi lên, còn ác nghiệp thì như đá nó phải chìm xuống, đó là cái định luật tự nhiên mà thôi. Chúng ta không thể nào cầu nguyện cho đá nổi lên và cái sáp kia chìm xuống được. À, thành ra Đức Phật không có chấp nhận mình là một đấng quyền Nên ban ơn giá họa. Tuy nhiên, ở trong lĩnh vực của hộ niệm thì bao giờ chúng ta cũng muốn cho người thân của mình À, được một cái cảnh giới an vui sau khi mà họ qua đời và à, cũng có một số điều mà thưa quý vị chúng tôi không thể lý giải nổi tại vì sao bởi vì à, chúng tôi thấy nó có hiệu quả nó có an lạc nó có khắc phục được một số cái chướng ngại nhưng mà à, tại sao nó như vậy thì sự thật chúng tôi không có thể thấu hiểu hết được chẳng hạn như chẳng hạn như à, một người mất đi à, trong cái ngày xấu và lúc bây giờ chúng tôi còn nhỏ thì tự thấy rằng ngày nào cũng 24 giờ đồng hồ, không thể nói Một ngày xấu là nó 23 giờ đồng hồ mà thôi. Nhưng thành, thành ra thấy rằng là ngày nào cũng như ngày nào, chỉ có xấu hay không, đó là cái việc làm của chúng ta. Nhưng mà sau này lớn lên thì chúng ta chiêm nghiệm thấy rằng là ảnh hưởng của mặt trời và mặt trăng nó có tác động rất lớn ở trong tâm ý của chúng ta. Cho nên đôi khi có một số ngày mà chúng ta bị ảnh hưởng tâm lý thần kinh thành ra chúng ta có thể tạo ra những ác nghiệp nhiều hơn là những ngày mà chúng ta có sức khỏe thanh thán tinh thần mình thoải mái như vậy thì rõ ràng nó có cái ngày giờ tốt và ngày giờ xấu đó là gì đó là do cái chu kỳ à, mặt trời và mặt trăng chi phối ở trong vũ trụ này và tất nhiên nó ảnh hưởng tới tâm ý của chúng ta thành ra chúng ta mới tạo ra nghiệp xấu và nghiệp tốt nhưng rồi như vậy thì ở trong phương diện đó chúng ta làm sao để trừ được rồi à, à, những cái câu là thần chú hộ pháp nếu như mà ngăn chặn ở trong được cái cái, cái quan tài thì lúc bây giờ nó là tránh được một số cái điều xui xẻo xảy ra những vấn đề này thưa vị nó hết sức là siêu hình mà chúng ta cần phải giải thích ở trong một cái mức nào đó nó đầy đủ hơn nữa chứ còn thời lượng của bộ đội phật quốc tv này trong chương trình này chúng tôi không không dám nói tại sao bởi vì không khéo các vị hiếu không tới hoặc là chúng ta đi vào cái trạng thái là là mơ lầm thì không khéo nó có tội Do vậy mà chúng tôi chỉ giải thích một cách vén tắt rằng là cái mền quang minh đó nó có cái chức năng là mong cầu người mất kia đến một cái bến bờ bình an, một cái cái, cái cái, con đường hạnh phúc ở sau này. nói chung là kiếp sau là một kiếp an vui cho họ. Và tất nhiên nó cũng có một chút cái giá trị hồ niệm tùy vào cái người đạo lực của một cái vị thầy hay là những ai có thể làm cái 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 cái, cái phép mà mà sái tịnh đó và Phật tử tại gia thì cũng mong cầu như vậy cho nên cũng xin có cái mền này rồi tại sao bởi vì quý thầy à, cũng mong cầu một cái cái kiếp sống ở, ở, tương lai một cái cảnh giới của Phật quốc độ chẳng hạn cho nên cũng cần cái mệnh này thành ra tự nhiên nó biến thành một cái sinh hoạt một nét sinh hoạt văn hóa Phật giáo trong tang ma như vậy thôi và cảm ơn các vị đại đặt câu hỏi Di là Phật chúc mừng thầy và cảm ơn cô về vừa rồi đặt câu hỏi Di là Phật và kính bạch thầy À, con nghĩ thời gian này con nghĩ là không đủ cho thầy giảng cái đề tài này thầy cho phép con hỏi một câu hỏi của cái cô vừa rồi à, cô vừa rồi con nghĩ đặt cái cô trước đó chứ không phải cô vừa rồi cô đặt câu hỏi là à, nếu tinh tấn đi chùa tụng kinh nghe pháp phát tâm cúng dường thọ bát quan trai rồi con xin mượn cái lời nói của cô mà con đặt câu hỏi này con hiểu tâm lý của mấy cô con đặt hỏi như là nếu mà mấy cô mà làm như vậy đó thì đời sống có được An lạc không? Mà chẳng hạn như những cái nghiệp nặng nó đến như là bệnh độ thì nó cũng trở thành thuyên giảm hay không? Nhưng là nếu mà quý cô tiếp tục duy về với cái tâm chân thật, đó câu hỏi con là dạ. như vậy Xin cảm ơn Nhật Tường rất là nhiều à, Kính thưa quý vị, một cái ly nước ngọt chúng ta bỏ vào một cái hạt muối Nó phải làm cho ly nước đó thay đổi Cũng thế, mặc dầu ly nước kia là chất chát Nhưng mà chúng ta bỏ vào một viên đường, một hạt đường Thì nó cũng phải thay đổi cái ly nước đó Thì cũng như vậy việc làm thiện của các vị trong sự tu tập uh -huh. chắc chắn nó sẽ thay đổi nghiệp phước của các vị và nếu như mà các vị tăng trưởng thêm tinh tấn thêm mỗi ngày thì cái phước báo càng ngày càng tăng trưởng và chúng ta biết rằng ông bà mình nói có phước không sức mà ăn nếu chúng ta có phước thì bao nhiêu khó khăn nó sẽ lướt ra qua đây là một cái định luật tất yếu mà thôi cho nên chúng ta tin tưởng vào điều này và hiện bây giờ chúng tôi cũng tin tưởng như vậy thầy cũng rất tin tưởng như vậy cho nên à, mỗi ngày thứ vị mới mất ra là thầy nghĩ tới cái việc làm phước Hôm nay làm chuyện gì, đem đến bình an cái gì cho ai, lợi lạc cái gì cho đạo Phật và cứ thế mà làm hoài thôi. Thì ra cái phước lực nó tăng trưởng thì tự nhiên những khó khăn nó sẽ đẩy lui. Đây là cái điều tất nhiên mà thôi. Dạ, cảm ơn các vị đã đặt câu hỏi. Dạ, yeah. thời gian mình chắc không có nhiều thầy ha. Dạ. Yeah, vâng. yeah. Thì để cho con con có cái hiếu kỳ này mà hình như là cũng có nhiều người có sự hiếu kỳ này lắm. Khi quý thầy làm lễ phái tịnh, quý thầy bắt ấn gì và viết cái chữ gì với cũng là thầy. Dạ. <laughs> <Yeah. cười> Thưa quý vị, thì cái này á nên là cái anh nhật tường hối cái này là nó nó giống như là là nó bí mật á thì nó lộ làm sao hay <laughs> <laughs> thầy tự biết đi từ đi thầy đó là thưa quý vị á thì đối với thầy Quyền Châu thì cũng chẳng biết dễ cái gì thấy quý thầy ngày xưa cũng dễ tròn tròn mình cũng dễ tròn tròn đại vậy thôi chứ cũng biết nói sao hết thưa quý vị thành ở đây chúng tôi chỉ nói tới đó thôi còn tất nhiên mà mà nói thì ở đây ở trong mật tông á thì nó có ấn kim can phược Kim cang phược là một cái ấn tổ truyền. Nếu như không đắc được ấn kim cang phược, không được tố sư truyền, thì cho dầu chúng ta có vẽ bao nhiêu chữ, nó cũng không có kết quả. Và ấn kim cang phược là cái ấn tâm chúng ta. Nếu như thực tập thành tựu, thì chúng ta có thể tiếp xúc được với gì? Với oai lực của các vị thần hộ pháp và nhờ sự gia trì, nhờ sự hộ niệm của các vị thần hộ pháp mà chúng ta thành tựu được cái sở nguyện của mình à, chúng ta cứ tưởng tượng như là một anh chàng vô não mặc dầu là một sát thủ tạo ra biết bao nhiêu à, cái sự lo lo sợ cho mỗi người nhưng mà khi gặp một cái người một người phụ nữ sinh con thì lúc bây giờ anh chẳng biết phải làm sao đành phải hỏi đức thơ tôn à, bạch thơ tôn à, con đoạt mạng sống của chúng sinh hoặc là chấm dứt mạng sống của một người nào đó cũng làm rất là lệ dễ dàng lắm nhưng mà tại vì anh là sát thủ mà nhưng mà hôm nay bà tức thế tôn lần đầu tiên trong đời của con muốn tiễn một người đến với thời gian này giúp cho một người đến với thời gian này sao mà nó khó quá chẳng biết phải làm sao hết à, một người phụ nữ sắp sinh con đau đớn chuyển mình à, chuyển bụng nhưng mà ngài chẳng biết phải làm sao và đức phật à, khuyến khích à, vô não rằng là hãy đem tất cả những cái công đức thiện lành khi xuất gia tu tập có được đó hồi hướng cho cho người đó thì người đó cầu nguyện cho người đó người đó sẽ được như ý và quá thật khi ngài nói rằng tôi nguyện đem tất cả những công đức mà tôi tu tập được đặc biệt là công đức không sát sanh từ khi tôi vào trong đạo phật à, đến ngày hôm nay xin hồi hướng và cầu nguyện cho bà chị được mẹ tròn con vuông và với cái tâm nguyện như vậy mà người phụ nữ chuyển mình ở chuyến bụng kia thì xin sinh con dễ dàng và và được như ý như vậy chúng ta đủ thấy rằng là khi chúng ta tu tập mà có được phước báo, khi tâm chúng ta hồi hướng, tâm chúng ta cầu nguyện cái gì thì lúc đó nó sẽ thành tựu. Cũng như vậy, các thầy có thể rằng là kiết một cái chữ án hoặc là một cái câu mật ấn nào đó mà tùy theo mỗi vị thầy được các vị thầy trước chỉ dạy chẳng hạn thì họ cầu nguyện và chúng tôi tin rằng À, có một cái điểm chung đó là gì? Đó là cầu nguyện cái sự an lành, bình an đến với với một người mất hoặc là người còn sống. Thì với cái tâm lành công đức đó nó sẽ chiêu cảm cái quốc độ phước báo kia và nhờ đó mà hương linh đã mất kia hoặc là thậm chí người còn sống kia thì được như sở nguyện. Đây chính là một tinh thần quan trọng nhất. Còn chúng ta suy diễn rất nhiều thứ thì nó gọi là mật mà thì nó phải bí chứ, <laughs> chứ còn, còn giống như chúng ta hết rồi sao được phải không à? dạ cảm ơn các vị đã lắng nghe xin nhật tường trở lại với nội dung của mình a di đà phật a di đà dạ, kính thưa quý vị, à, đúng là à, người tu có khác luôn luôn sống trong chánh niệm nhật dạ, tường thừa lúc thầy vui để mà hỏi có cái như là hy vọng được giải mã nhưng mà cái điều đó cũng không được thành công và dạ, kính bạch thầy cũng còn một hai phút thôi thầy cho phép con hỏi một câu hỏi này dạ, thôi ừ. bước sang một lĩnh vực một chút nữa đến nay chương trình con nghĩ là chắc là cũng một năm rồi thì giờ này con con thỉnh ý thầy là thầy nhận xét về sau chương trình này và ước nguyện của thầy trong những cái tương lai kế tiếp về chương trình ừ, Phật dạ. pháp này. Nam mô bổn sư Tích Ca Mâu ni phật xin cảm ơn nhật tường kính thưa đại chúng à, thực ra chương trình vấn đáp Phật pháp mà nó được thiết lập mà ở trong một cái nhân duyên hết sức đặc biệt đó là cuộc sống của chúng tôi rất bận rộn à, nhưng có nhiều phật tử xa gần à, có những câu hỏi Phật pháp mà không có thấu hiểu được những cái gút mắt ở trong lòng à, khó mà hóa giải và có nhiều vị thường gọi hối à, email hối mà thực sự mà nói thì chúng tôi không đủ thì giờ không đủ thì giờ cho nên à, à, chương trình này được thiết lập hy vọng các vị xem đây là một cái chương trình để chúng ta có thể học hối thật sự và thời gian mà thầy Huyền Châu ngồi ở tại chương trình này tức là thời gian mà thầy đã đã tặng cho đại chúng và hy vọng các vị có chỗ nào chưa biết chưa hiếu thì các vị cứ mạnh dạng hối và thầy cũng như là anh Nhật Tường chỉ là những người trợ duyên cho Phật Pháp được lưu bố, cho Phật Pháp được khai diễn Nhờ đó mà các vị có thể thấu hiểu và hóa giải những cái gút mắt ở trong lòng của mình Và trong thời gian vừa qua, tất nhiên là chúng ta sinh hoạt có những lúc chúng ta vui, có những lúc chúng ta không hài lòng Có những câu hỏi của thầy giúp cho các vị hiểu được, nhưng có những câu các vị cũng không chấp nhận Đối với chúng tôi thực sự mà nói có sức như thế nào thì phục vụ và cống hiến như vậy. Nếu như có lời nào à giúp cho khiến cho các vị Phật lòng không vừa ý thì xin các vị niệm tình là tha thứ bỏ qua, tại vì bản thân của thầy hoàn toàn không bao giờ có cái ý là xúc chạm hoặc là coi thường bất cứ một người nào đâu. Và thứ hai là mong rằng chương trình này đem đến cho các vị nhiều lợi lạc hơn nữa. Hy vọng các vị hiểu rõ ý nghĩa trong chương trình này để chúng ta thành tựu những cái phước lạc sau này. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Giờ đây chúng con à, kính à, chúc thầy à, Phật sự của thầy luôn luôn được viên thành. A Di Đà Phật. Tường rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình vấn đáp Phật pháp trong một tiếng đồng hồ vừa qua. À, kính hẹn đến quý vị vào thứ năm tuần tới lúc 8 giờ kính chúc quý vị được vô lượng an lạc và luôn luôn giữ sức khỏe và xin hẹn lại quý vị lúc 8 giờ nha thứ năm tuần tới a di đà phật trong con kính cảm ơn thầy a di đà phật